Chào các bạn, đây là cái mô đun hiển thị gồm có led bảy thanh, led đơn và phím bấm. Khá nhiều led bảy thanh và phím bấm. Làm mục tiêu của chúng ta là làm thế nào để hiển thị trên này là trơn mượt và đọc phím bấm này nhanh và nhạy, tốn ít thời gian của CPU điều khiển. Thì ở đây tôi dùng cái board CPU điều khiển là Arduino, dùng thế cho nó tiện. Và khi mà kết nối ở đây tôi có lập trình rồi và kết nối với máy tính, thì ở trong này, trong cái module này nó điều khiển ra, thì ở phía bên này là hiển thị được các số thực, dấu phẩy động, từ có cả số âm số dương, và cái số lượng số chữ số thập phân này này là có thể thay đổi tùy ý trong chương trình. Cái hàng thứ hai này có 6 cái led, là hiện nay tôi đang hiển thị chính là cái phím được bấm. Phím 1, phím 2, phím 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và khi chúng ta lập trình ấy, thì chúng ta chỉ cần là kiểm tra là nếu phím được bấm lớn hơn không thì tức là có phím bấm. Thế và khi sử dụng xong phím bấm rồi, chúng ta xóa về không thì coi như là phím đã bấm. Và tôi đã viết cái này thành thư viện để các bạn có thể nhìn nó rất là mượt. Đấy. Ở trong chương trình ấy, thì tôi dùng cái module Arduino và chỉ cần thay đổi cái chân ở đây thế là xong. Và tất nhiên còn còn phải thay một cái chân nữa, đó là chân để xuất xuất dữ liệu cho dữ liệu chung cho led bảy thanh. Đấy, thế là xong.